khi cùng quẫn túng thiếu, khi phải vật vã kiếm tiền trả nợ. Cái phần tôi đích thực nhất của người phụ nữ mới được bộc lộ ra. Mày không trốn được đâu, mở cửa ra. Mở cửa ra, mở cửa ra. Vấn đề không phải họ có vượt qua được lúc khó khăn quần túng đó hay không, mà là cách họ vượt qua nó như thế nào. Nếu họ chọn giàu nhanh, chọn bán thân hay lừa người gánh nợ, cũng là những lúc cãi vã về sự sang trọng nổ ra. Nước hoa đó là loại limited edition hay là hàng đại trà? Giày hiệu gì? Túi mua ở đâu? Những vị thế xã hội bị ám ảnh vì những tranh cãi ai dùng hàng nhái, ai mua hàng thật. Họ tiêu tốn hàng nghìn đô để mua những món đồ hàng hiệu để thể hiện sự giàu có của chủ nó. Ngay cả khi họ chả biết cái thương hiệu đó có nghĩa là gì, ở đâu ra. Nhưng dù họ kiếm được tiền, mua được đồ hiệu, nhưng lại ích kỷ từ chối không giúp đứa cháu ruột đang thiếu tiền học. Rồi đằng sau vẻ giàu sang, họ đang gồng mình vay mượn, làm mọi cách để có thể sở hữu những món đồ hiệu đấy, hay thậm chí là đồ nhái Quảng Châu, trong khi mình không hoàn toàn dư giả. Không ít người phụ nữ phải bán rẻ thân thể của mình để có được những món đồ hiệu khẳng định vị thế xã hội. Nhưng đổi lại, họ mất đi người mình yêu trên đoạn đường hầm đen tối. Và nếu là một lựa chọn khác, họ sẽ chọn cách lao động để kiếm tiền, một lối sống cóp nhặt nhưng lương thiện. Họ chọn dùng những món đồ thường, đi xe thường, để có thể dành ra mỗi tháng 3 triệu giúp một đứa trẻ mồ côi ăn học, lặng lẽ và bền bỉ suốt nhiều năm. Và nếu cuộc sống có vô tình đẩy đưa bạn vào hoàn cảnh phải lựa chọn, liệu bạn sẽ để cho những nhung lụa gấm vóc che khuất tầm nhìn của bản thân, hay bạn sẽ chọn một cuộc sống không quá phức tạp để phóng tầm mắt của mình ra xa hơn?
lựa chọn hoàn toàn là do bạn. Vậy nên, nếu là bạn, bạn sẽ lựa chọn như thế nào? Nếu các bạn thích video này, hãy like và share để ủng hộ chúng mình. Đừng quên bấm nút subscribe và nút chuông bên cạnh để không bỏ lỡ video nào bọn mình ra trong tương lai. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Đây là Spy Room, còn mình là Pink Dot. See ya!